Đức Thánh Cha chia buồn về tai nạn máy bay ở Trung Quốc. Ngày 22 tháng 3 2022, Đức Thánh Cha đã gửi lời chia buồn chân thành với Trung Quốc sau khi chiếc máy bay Boeing 737 chở 132 hành khách bị rơi trên những ngọn đồi ở miền Nam Trung Quốc hôm 21 tháng 3 2022. Ngày 21 tháng 3 2022, chiếc máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu MU-5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines chở theo 132 người, trong đó có 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn đã gặp tai nạn khi lao xuống từ độ cao 8.000 mét. Máy bay đã rơi tại Quảng Tây khi đang trên hành trình từ Côn Minh đến Quảng Châu, cách đó khoảng 1.300 cây số. Điện thư do Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Parolin nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết khi nghe tin đồn về vụ tai nạn hàng không thương tâm ở tỉnh Quảng Tây và thiệt hại về nhân mạng, Đức Giáo Hoàng Francisco gửi lời chia buồn chân thành đến Ngài và đồng bào của Ngài. Đức Hồng Y Parolin nói thêm rằng Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người đã chết và ơn an ủi cho những ai đang than khóc. Đức Thánh Cha cầu khẩn phước lành của Thiên Chúa cho mỗi người. Ngày 22 tháng 3 2022, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết lực lượng cứu hộ đã không phát hiện ra bất kỳ người nào sống sót.